Con cảm thấy ở đâu và lúc nào cũng cô đơn, mặc dù xung quanh con có đầy đủ người thân và bạn bè lát gặp nhau. Tâm trạng của em đó. Thưa đại chúng á, cô độc thì ai cũng cô độc. Cô đơn là một cái cảm giác nhé, dù ở đông người mà vẫn thấy lạc lõng, vì mình không có đồng một cái tương ứng với cái gì cả. Và trong tâm mình nó còn có một cái gì đó, không phải mình cũng cô đơn, mà những thầy tu mà chưa thấu đạo cũng cô đơn như thường. Cái bài kinh nó qua đó đó, có một cái bài qua nói chuyện là cô độc mà không cô đơn đó. Kể lại một vị thầy tu ở trong chùa tu mà tối nào cũng nghe xa xa tiệm đằng kia nó hát nhạc, là ổng ngồi trong đèn hát, ổng để cái lỗ tai ổng gần bên, ổng hát theo, hát cho đỡ buồn. Ngày bên kia nó dạo nhạc cái ô cái này bản trúc đào nè, cái là bắt đầu ổng bắt đầu ổng bên kia dạo dạo cái là bên kia là ngày xưa, ổng này có ngon chú ý nhờ, bên kia nó mới có ngày xưa là ổng nhào vô ổng nói có ổng rồi. Thật ra quý vị thấy là nó tương ưng, thể mình mà buồn á và cái cảnh nghiêm bên ngoài á, cái mình nhìn cái đó mình cũng tác động mình ấy này. Ví dụ như mùa thu, ví dụ mùa thu tháng nó rụng, mà đối với người tắm có phiền não khổ gì, thu nó rụng chứ tắm nó làm thơ vậy đó. Còn mình mà buồn á, trời ơi thu lá chết, bắt đầu mình diêm bắt mình nhìn mình làm thơ, tại vì nó cái cảnh nó cũng tương ưng nhất, nó tương ưng với cái tâm mình đang khổ vậy, cái cảnh cho nên cảnh á nó là vậy, nó bình thường, tại tâm này không định được cái bắt đầu nó duyên theo cảnh. Cho nên có một vị thiền sư, một người vô hỏi bạch hòa thượng thế nào là để cho con có thể tu, thì hòa thượng mới nói tôi ví dụ trong một căn nhà có 6 cửa, 6 cánh cửa sổ mở ra và có 6 con khỉ nó kêu chéo chéo, thì ở trong này cũng có đáp, người ngồi ở trong cũng đáp lại mỗi con khỉ, nó mở cửa sổ nó kêu. Thì người đệ tử mới nói bạch hòa thượng nhưng mà con khỉ của con nó ngủ rồi làm sao. Thì hòa thượng bước xuống cái pháp tòa, nắm tay của người đệ tử nói chéo chéo, ta và ngươi đã gặp nhau rồi. 6 cái cánh cửa và 6 con khỉ là tượng trưng cho lục cảnh, mình ngồi trong này là lục trần, mình là ngược, mình có lục căn. Nếu mà cái nào nó réo mình không đáp mình thôi. Ví dụ như cái người đó họ đẹp, một chục người đẹp đi ngang, mình cũng nhìn biết đẹp mà tâm không dính, cho nên không có nhìn theo. Ê con nhà ai vậy? Còn nếu như mà mình có nhìn theo, tức là mình bị cái cảnh nó hút rồi đó, thì con mắt mình nó theo cảnh nó hút rồi là mình đi tìm tòi về người đó, thì cái cảnh đó bây giờ biến thành trần. Còn nếu không dính mắt gì cả thì cái đó là cảnh. Ngay cái âm thanh mà mình không có bị dính mắt gì đó thì cái âm thanh đó là thanh cảnh. Còn khi nào mình bị dính nó, mình bị nó réo gọi thì gọi là thanh trần. Cái gì lục cảnh là đã có, nếu mà mình giữ được lục căn của mình không dính thì cảnh là cảnh chứ không thể biến làm trần. Quý vị hiểu ý chỗ đó.